Chương 9. Tôi nghĩ là cậu đã gắng rời bỏ khỏi hành tinh bé nhỏ của mình nhờ chuyến thiên di của đàn chim hoang. Buổi sáng ngày ra đi, cậu thu xếp lại mọi thứ. Cậu vét thật cẩn thận mấy quả núi lửa còn hoạt động. Cậu có hai quả núi lửa vẫn đang cháy, chúng rất tiện cho việc nấu bữa sáng. Cậu cũng có một quả núi lửa đã tắt ngúm nữa, nhưng như cậu nói ấy, chẳng biết trước được gì, nên cậu cũng nạo luôn cả quả núi lửa ấy. Khi đã được nạo vét kỹ rồi, thì những quả núi lửa sẽ cháy âm ỉ và đều đặn, chứ không phun phì phì tung tóe. Núi lửa phun trào sẽ như là lửa trong ống khói ấy. Đương nhiên là trên trái đất này thì chúng ta quá nhỏ nhoi để có thể nạo được núi lửa rồi, thế nên chúng mới gây được cho ta nhiều phiền toái đến thế. Hoàng tử bé cũng nhổ những mầm cây bao bác cuối cùng với một chút ngậm ngùi. Cậu nghĩ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng tất cả những công việc vốn đã rất quen thuộc này, không hiểu sao, buổi sáng hôm ấy tự nhiên lại mang một vẻ êm dịu lạ thường. Và khi cậu tưới nước cho hoa lần cuối và sửa soạn che cô ấy trong lồng kính, cậu thấy như muốn khóc. Vĩnh biệt, cậu nói, nhưng cô không trả lời. Vĩnh biệt, cậu nhắc lại với hoa. Cô ho nhẹ nhưng không phải vì bị sụt xịt. Mình đã thật ngốc, sau cùng cô nói. Tha lỗi cho mình, bạn phải sống hạnh phúc nhé. Hoàng tử bé hơi ngỡ ngàng vì cô không trách móc cậu. Cậu đứng chưng hửng, lồng kính vẫn nguyên trong tay. Cậu không hiểu được vẻ bình tĩnh dịu dàng ấy của cô. Mình yêu bạn, cô nói với cậu. Cậu không hiểu đâu, tất cả là lỗi của mình. Cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng bạn, bạn cũng ngốc như mình. Bạn phải sống hạnh phúc nhé. Bỏ cái lồng kính ấy đi, mình không cần đến nó đâu. Nhưng còn gió. Mình không bị sụt xịt vì gió đâu. Không khí trong lành ban đêm tốt cho mình mà. Mình là một bông hoa. Nhưng còn bọn thú dữ. Mình sẽ phải chấp nhận 2-3 con sâu nếu muốn được nhìn thấy bươm bướm thôi. Hình như chúng đẹp lắm ấy. Nếu không thì còn ai đến thăm mình nữa đây? Bạn thì ở quá xa. Còn nếu có bọn thú dữ thì mình cũng chẳng sợ đâu. Mình có móng vuốt của mình chứ. Rồi cô chìa ra 4 cái gai của mình một cách ngây thơ. Và cô nói thêm. Thôi, bạn đừng ngập ngừng nữa. Khó chịu lắm. Bạn đã quyết là đi rồi mà. Bạn đi đi. Cô không muốn cậu nhìn thấy cô khóc. Cô thật kiêu hãnh biết bao.